Chỉ vì chồng như thế sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế sao nước mắt
thúi quá vậy? Sao la cái quyền chạy luôn rồi? Anh nói xà lơn trên sân khấu mà đang thơm tho thương kỳ mấy. Cái vụ gì? Chị mới nghe một cái mùi hương lạ lắm, ai làm bể cho Đức qua? Không, mùi hương em nằm sai thôi, không có gì đâu. Rồi em ra giữa đi, em ra giữa đi, chỗ đó đó. Sao? Hít sâu nè, hít một hơi nè. Mày ra đứng giùm tao đi, tao trụ không nổi rồi. Thôi mày đứng trong này mày hát cho xong đi vô. Chị nằm ở tảng, cái mùi nó đang mình làm tiếp nha, mày vô. Nhạc đi em. Con cái cha mẹ cho